Bây giờ thì hai mẹ con có cùng đồng nhất cái cách nuôi dạy bé không? Mẹ sẽ luôn luôn nghĩ rằng là những cái kinh nghiệm mẹ đã có sẽ là những kinh nghiệm phù hợp nhất. Còn Phương thì lại là một đứa bướng ngầm đấy. Nên là và mình đã tin vào một điều gì đó thì mình sẽ cương quyết làm theo cái điều đó. Và đương nhiên là sẽ đụng độ với cái niềm tin của mẹ. Và đã có thời gian là hai mẹ con cũng hay tranh cãi nhau rất nhiều về cái việc nuôi em bé ra sao, đặc biệt là thời gian mà Phương mới có con. Thế thì có bao giờ xảy ra trường hợp là hai mẹ con chiến tranh lạnh không? Mẹ cũng rất thích chiến tranh lạnh. Không nói chuyện nữa. Xong rồi đi về. Mẹ nói chuyện nhưng mày cứ làm việc thôi. Xong rồi đi về hoặc là đi về nhà dỗi Vũng Tàu à? Chẳng hạn. Mỗi lần mình dỗi Vũng Tàu. Tại vì cách dạy của Phương nó khác. Ví dụ như là em cho em bé mười mấy tháng tuổi á, cho nằm riêng. Bé nó khóc khủng khiếp luôn, khóc nhiều quá. Mẹ thương mẹ nói thì nó mẹ im để con dậy. Nên là mình tổn thương, xách đồ đi về luôn. Nhưng mà sao hai mẹ con không ngồi nói chuyện lại với nhau? Sau đó thì hết, nhưng mà lúc đó thì đúng là khi mà em bé khóc ấy, vì lúc đó phương pháp của Phương là ví dụ như em bé khóc, cứ để em bé khóc 1 phút nhá, xong đi vào dỗ, sau đó lại đi ra ngồi 3 phút tiếp, đi vào dỗ, sau đó là 5 phút ngồi ngoài không được, tức là không được vào. Thì đấy là cái phương pháp và rất hiệu quả. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian 1 phút, 3 phút và 5 phút đó, em bé sẽ khóc liên tục và hình dung là một người mà nhất là bà lại không đọc những cái kiến thức đó, bà sẽ không thể hiểu, bởi vì chỉ có khi hiểu ấy thì bà mới yên lòng được để biết rằng là em bé sẽ không sao đâu. Mình cũng đau lòng chứ, nhưng mà mình cố cầm điện thoại cứ này, cứ nhìn Khang mẹ hiểu, thì Khang nói. Hiểu, đó là cái cách mà Phương dạy con. Nhưng mà Phương đã thành công, sau 5 ngày là bé ngủ ngoan luôn một mình. Thực ra mình ngày xưa mình dạy theo bản năng thôi. Chứ của chúng nó bây giờ có kinh nghiệm nhiều hơn. Ví dụ như là ăn uống chẳng hạn, ăn là ăn chứ không ăn là xem. Ví dụ bà mà thấy nó xem hay nó ăn nhanh, nó ăn xem là mình cũng đút rất nhanh. Nhưng mà Phương nó không. Thì giờ thì thấy nó xem khoa học bây giờ thấy đúng hơn. Phương dạy con thì là Phương gần như không bao giờ mắng mỏ. Công nhận là Phương nó có mấy cái dây kinh định của nó. Nó không bao giờ mắng, không bao giờ la to một câu nào, mặc dù con có lỗi như nào. Nhưng mà hồi xưa là mẹ Nhi là có cho Lan Phương ăn đòn thế nào không? Nhớ nhất cái vụ là cơ hội mà vào Vũng Tàu rồi, hồi nghèo lắm. Vào Vũng Tàu là ở nhờ hai cái chú sinh viên của bố. Chú cho ở nhờ một phòng, chú ở một phòng. Thế thì bé này nó thích chuyện Pokemon. Mỗi tuần nó có một cuốn truyện đó ra thì nó xin tiền mẹ là phải cho cái cuốn truyện đó. Ngày thứ 6, mỗi thứ 6. Đúng rồi. Thế thì hôm đấy thì cũng cho tiền đi ra mua, không biết cho bao nhiêu tiền là ba cho đi ra mua chuyện. Thì đi chỉ là chí điệu. Chị mang một cái làn. Cái làn sao mẹ nhớ thế? Chị mua cuốn truyện xong để trong cái làn, xong để tiền thừa ở trong đó. Về đến nhà thì tiền thừa đâu mất. Hồi đó thì cũng đang kiểu khó khăn đấy, mình cũng nóng tính là mình đập. Chứ đập tay thôi, không phải đập roi. Người nó cũng có đấy, có lần mẹ dùng roi đấy, đừng dùng roi. Có lúc cầm roi đánh rồi. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì ngay khi làm mẹ rồi á, thì Phương cảm nhận như thế nào về cái tình cảm cũng như vai trò của người mẹ khi mà nuôi con? Phương sẽ cảm nhận nhiều hơn và sâu sắc hơn về cái tình cảm mẹ con, cái sự mà sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Thì Phương nhìn thấy điều đó rất rõ ở mẹ mình. Phương bắt đầu nhìn được ở nhiều cái góc độ khác nhau và Phương hiểu tại sao mẹ từng như thế. Mình thông cảm hơn với những cái gì mà mẹ đã trải qua và mình và mẹ có vô tình làm cho mình cảm thấy thì nó chỉ là ở trong quá khứ thôi. Và cái mà Phương cảm nhận đấy là cái tình cảm thật sự và rất là lớn mà mẹ luôn luôn sẵn sàng dành cho Phương và có thể làm mọi thứ với mình. Cô hay nói Phương đó, mẹ giờ làm mẹ thứ hai, lần thứ hai đó. Chăm cháu chăm nó rồi chăm em bé nữa thì làm mẹ lần thứ hai đi. Trong ký ức của Phương là cái một trong những cái mà rõ nhất về cái tình yêu của mẹ Phương với Phương đấy là khi mà còn nhỏ, cứ mỗi lần mà Phương bước chân ra khỏi cửa ấy, mẹ lo lắng kiểu gì cũng biết là mẹ đứng bên trên ban công nhìn cho đến khi nào mà Phương đi khuất khỏi đấy thôi. Em luôn luôn nhớ cái hình ảnh đó từ cấp 2 đến cấp 3. Mỗi lần Phương đi học múa, Phương đi làm từ thiện, Phương đi học, cứ bất cứ khi nào bảo mẹ ơi con đi cái này nhé, thế là kiểu gì mình cứ đi, mình cứ giả vờ mình không nhìn lên, mình chỉ cần thoáng lên là biết là cứ chắc chắn là mẹ sẽ đứng ở vẫn ở trên ban công và hành lang nhìn cho đến khi nào Phương đi khuất thì thôi. Lúc về cũng thế, đến giờ đấy là về phải đứng xa hoặc là đi ra đằng chỗ nào đó để nhìn thấy nó đang đi về là mình đi về trước. Tức là các bạn cũng quan sát từ đằng xa để thấy con nó an toàn. Còn một cái kỷ niệm nữa mà gần đây nhất với mẹ Phương ấy, đấy là cái lúc mà chồng Phương, trước khi chồng Phương đi ra Đà Nẵng. Ôi tự nhiên mình cảm buồn, đang buồn thì ôi dồi. Sáng hôm sớm sau là David đã bay ra Đà Nẵng. Thì buổi tối đó không biết hai đứa nói chuyện với nhau tiếng Anh, mà mình nằm bên phòng bên cạnh thì thấy cái hai đứa nói to tiếng. Thì sau con bé nó khóc. Rồi xong David nó không biết nói gì cả, nó chạy ra phòng mẹ, nó bảo mẹ ơi. Nó chỉ nói là nó ra hiệu là đấy đó, cô như thế. Thì mình chạy vào hỏi cái gì con. Thế con nó khóc lên, thì mình mới ôm nó.
ôm nó vỡ, phân tích. Thì bây giờ nó nghĩ là nó một là nó em bé thất sinh, mà em bé thì này lại không có Lina này, em bé này nữa, rồi lại cái nhà hàng nọ kia đó, xong rồi chồng lại đi xa, thì nó cứ nghĩ là nó tủi thân á. Mẹ ôm nó vỗ về vẫn nửa tiếng. Thế xong nó bảo thế con ngủ đi. Có bao giờ Phương thấy mình là một người phụ nữ quá mạnh mẽ hay không? Mạnh mẽ ở bên ngoài thôi. Chính là thế đấy. Và bạn là một người luôn cố tỏ ra cho mọi người thấy là tôi ổn đó, tôi mạnh mẽ đó. Nhưng mà bên trong bản thân của bạn còn rất là nhiều điều mà có lẽ là bạn muốn người khác hiểu bạn nhiều hơn. Đúng rồi, chính xác. Tất nhiên là bản thân Phương khi sinh ra cũng đã là một người khá là lạc quan. Mình mà bi quan hay là mình có than phiền với nó, mình cũng chẳng giải quyết được gì. Chỉ có cách duy nhất đấy là mình phải mạnh mẽ để mình làm việc tiếp và mình theo đuổi cái mục tiêu của mình mà thôi. Bên trong mình thì vẫn rất nhiều cảm xúc, rất là dễ bị kiểu là bị vỡ ra hoặc là bị rất là nhiều cảm xúc. Cái tính cách mà mạnh mẽ ở bên ngoài và cố giấu cái những cái suy nghĩ yếu đuối bên trong là có giống mẹ không? Nó không giống đấy. Cô những cái cô cũng không nói. Tính cô giận chồng thế, giọng giận là không nói. Nhưng cô con là nói. Hiểu. Nhưng mà con nói nhưng khi mà người ta không hiểu nữa thôi mình không nói nữa. Cô là hay nhiều khi không nói mà bỏ về hay bỏ đi lắm. Đúng rồi, em thế. Còn bạn này thì lại bộc lộ ra hết. Nhưng không thành ra là có hiệu quả thì thôi mình không nói nữa. Trong cuộc sống của hai mẹ con thì có những thứ mà Khang nghĩ là đôi khi không cần nói ra đâu, mẹ cũng hiểu hết về bạn. Cảm ơn hai mẹ con rất nhiều. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng mời Phương cùng với lại mẹ Nhi sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình Khách sạn 5 sao, đó chính là Hóa đơn hạnh phúc.